ba phẩm bảo tháp bấy giờ trời đế thích vân vân trong chúng chư thiền cõi dục đại phạm vương vân vân trong chúng chư thiền cõi sắc và các thần tiên khác vui mừng hớn hở đồng một lúc cao giọng sướng lên lạ thay lạ thay tánh của các pháp sâu xa vi diệu như lai xuất hiện ở đài dùng năng lực thần thông ra bị thiện hiện vân vân tuyên thuyết chỉ dạy nếu các Bồ Tát không xa lìa bát nhã ba la mật đa thì chúng ta sẽ cung kính cúng dường vị đó như Phật Thế Tôn khi ấy phật bảo chư thiên vân vân đúng như vậy đúng như vậy nếu các bồ tát không xa lìa bát nhã bà làm mật đa thì chư thiên các ông nên cũng dường như phật thế tôn chư thiên nên biết tuổi xưa ta đối với phật nhiên đăng ở đầu ngã tư đường nơi phương đô liên hoa thấy Phật nhiên đăng, ta dâng nằm cảnh hoa và trải tóc che buồn, nghe pháp yếu chân chánh, chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa. Khi ấy như lai kia thọ ký cho ta, ngươi ở đời sau trải qua vô số kiếp sẽ thành như lai, hiệu là năng tịch tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa làm lợi ích lớn cho các hữu tình, truy thiền vân vân đồng bạch Phật thật lạ thay kính bạch thế tôn hiếm có thay kính bạch thiện thể bát nhã ba làm vật đa này đầy đủ oai thần lớn làm cho các bồ tát mau có thể phát sanh và hộ trì trí nhất thiết trí khi ấy thế tôn biết bốn chúng chư thiên vân 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 tập đồng chứng minh cho họ nên bảo với trời đế thích kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn, đủ học, tư duy đúng pháp bát nhã, bà làm mật đa, lại biên chép, giảng thuyết cho người. Thì ma và quyến thuộc, cùng nhân, phi nhân, vân vân dính tìm lỗi của người đó hoàn toàn không thể được, và tai họa tật dịch cũng không thể làm hại được các thiên tử nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà chưa lắng nghe thọ trì đọc tụng kỹ bát nhã bà la mật đa sâu xa thì nên đi đến chỗ thiện nam tử thiện nữ vân vân này trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng cho thật lầu thông và giảng thuyết lại cho người khác lại nữa tiểu thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh tấn tu học tư duy đúng pháp ban nhã và làm mật đa lại biên chép giảng thuyết cho người khác thì ở nhà trống hoặc đồng hoang vu đường hiểm nạn và chỗ nguy nan đều có trừ thiên thiện thần thường đến ủng hộ làm cho không sợ hãi khi ấy tứ thiên vương và trời đế thích phạm thiên vương vân vân chắp tay cung kính đồng bạch phật nếu cứ thiện nam tử thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã và làm mật đa lại biên chép giảng thuyết cho người thì quyến thuộc chúng con thường theo hộ vệ không để cho tất cả tai họa làm hại trời đế thích bạch phật thật kỳ lạ thay kính bạch thế tôn thật hi hữu thay kính bạch thiện thệ thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, phụng thờ bát nhã bà làm mật đa và giữ gìn công đức pháp hiện tại như thế. Kính bạch thế tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, giữ gìn bát nhã bà làm mật đa, tức là giữ gìn đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi bát nhã bà làm mật đa, khi ấy Phật bảo trời đế thích. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Lại nữa, Kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã ba làm mật đa lại biên chép giảng thuyết cho người thì đạt được công đức ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ông trời đế thích thưa cúi xin thấy tôn chỉ dạy chúng con ưa thích được nghe phật bảo kiều thi ca nếu có các phạm trí ngoại đạo xấu ác hoặc các ác ma hay quyến thuộc của ma hoặc những kẻ tăng thượng mạn hung ác khác muốn làm những việc không lợi ích kẻ đó vừa móng tâm liền gặp tai họa nên sự mong muốn dần dần bị tiêu diệt chẳng được đạt kết quả vì sao kiểu thi ca, vì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này luôn trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn, đủ học, tư duy, đúng pháp, bát nhã và làm mật đa, lại biên chép giảm thuyết cho người. Vì lẽ đó nên thường làm cho kẻ phát khởi tâm xấu ác, tự gặp tai họa, nên sự mong muốn không đạt kết quả kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này phụng thờ ban nhã bà làm mật đa thì đạt được những công đức lợi ích thủ thắng như vậy. Như có thuốc thần diệu tên là Mạt Kỳ, công lực của thuốc này có thể làm tiêu trừ các độc. Rượu dược này để bất kỳ chỗ nào, các loài trùng độc chẳng thể đến gần được. Có còn rắn độc lớn đói, bỏ đi kiếm ăn, gặp được sinh vật muốn đớp ăn. Sinh vật kia sợ chết, vội chạy tới chỗ thuốc thần diệu, rắn nghe mùi thuốc, liền chạy trở lui. Vì sao? Này kiểu Thi Ca, vì thuốc hay này có đầy đủ oai thế lớn, tiêu trừ các độc và làm lợi ích cho thân mạng, nên biết bát nhã bà làm mật đa đầy đủ oai thế lớn cũng như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng, tu học, tư duy đúng pháp bát nhã, bà làm mật đa, lại biên chép giảng thuyết cho người thì những hạng người xấu ác muốn làm điều chẳng lợi ích cho người khác chắc chắn phải bị tiêu diệt, không làm gì được vì oai thần của bát nhã bà làm và đa có thể dẹp hết tất cả. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được bốn đại thiên vương và thiên chúng cùng các thần tiên khác thường đến ủng hộ không để cho tất cả tai họa làm hại chư phật và bồ tát cũng thường hộ niệm sự cầu như pháp đầy đủ hoàn toàn lời nói oai nghiêm mọi người nghe đều cung kính lãnh thọ họ nói lời đắn đo cân nhắc chẳng nói lời huyên thuyên tạp nhạp vững thờ bạn lành rất biết báo ân, chẳng bị tham lam ganh ghét giận hờn phiền não nịnh bợ kiêu căng gạt gẫm vân vân che lấp tâm. Vì sao? Kiểu thi ca vì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được oai lực của bát nhã bà làm bà đa điều phục thân tâm, làm cho người đó xa lìa tâm tham sân si vân vân, tùy viên giảng buộc thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhớ nghĩ đầy đủ chánh niệm tránh chi về từ bi hỷ xả được nghĩ ta không nên theo thế lực của tham lam và giới giận dữ, lười nhác, dán lại ngu si xoay chuyển. Nếu xoay chuyển theo nó, thì bố thí tịnh giới, an nhẫn tinh tấn, tịnh lợi diệu tuệ của ta chẳng thành tựu, muốn làm xinh đẹp và thanh tịnh sắc thân còn chẳng thể được. Huống là đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì thế ta không nên xoay chuyển theo thế lực đó. Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ tư duy như vậy thường được niệm tránh các phiền não xấu ác không che lấp tâm họ kiểu thi ca nữ thiện nam tử thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã bà làm mật đa lại biên chép giảng dạy cho người khác thì được những công đức lợi ích thù thắng như vậy khi ấy trời đế thích bạch phật bạch thế tôn bát nhã bà làm mật đa như thế rất là hiếm có vì có thể điều phục bồ tát làm cho xa lìa tâm cao ngạo hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí khi ấy phật bảo trời đế thích thế nào là bát nhã ba la mật đa rất là hiếm có có thể điều phục bồ tát làm cho xa lìa tâm cao ngạo hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí trời đế thích thừa nếu hút các bồ tát không y vào bát nhã ba la mật đa thì không có phương tiện thiện xảo nên tùy tù các pháp lành nhưng vẫn dành tầm cao ngạo, không thể hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát thường y vào Ban Nhã và làm bật Đa thì có phương tiện thiện xảo nên sự tu tập các pháp lành có thể điều phục tầm cao ngạo, hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí. Phật bảo trời đế thích. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói kiểu ca, nếu hút thiện nam tử, thiện nữ, vân vân có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng bát nhã và làm mật đa, thì chẳng bị tất cả tai họa làm hại. Hoặc ở quân ngũ thì chiến trận giao tranh, trí tâm tụng niệm bát nhã và làm mật đa như vậy. Tứ bi hộ niệm các hữu tình thì chẳng bị giao gậy giết hại. Đối với oán địch đều khởi tâm từ giả sử khởi tâm ác tự nhiên lùi bại nếu thiện nam tử thiện nữ vân vân này quân trận bị giao gậy cung tên làm chúng thương mất mạng thì hoàn toàn không có lẽ đó vì sao tiểu thi ca vì ban nhã bà làm mật đa này là chú đại thần là chú vô thượng nếu ai có thể siêng năng tu học chúng này thì không làm hại mình không làm hại người không hại cả hai màu chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề do đây đạt được trí nhất thiết trí quan sát hữu tình tâm hạnh sai khác tùy nghi chuyển vận bánh xe pháp vô thượng làm cho y như lời dạy mà tu hành đạt được lợi ích lớn lại nữa kiểu thi ca nếu hư thiện nam tử thiện nữ vân vân biến chép bát nhã bà làm mật đa này để ở chỗ sạch sẽ cung kính cúng dường lại siêng năng thọ trì đọc tụng thì nhân phi nhân vân vân muốn tìm lỗi của người đó hoàn toàn không thể được chỉ trừ nghiệp ác đời trước nên phải chịu kiểu thi ca ví như có người hoặc bàng xanh đi vào viện bồ đề thọ hoặc đến bệnh viện kia thì nhân phi nhân vân vân chẳng thể làm hại được vì sao? Kiểu Thi Ca, vì chư Phật ba đời đều ngồi ở chỗ này mà đắc đại Bồ Đề và công đức